Thất bại. Minh mặt là xong đấy. Mình bị làm sao à? Mình chỉ cần đấm không? Còn mấy giây mà thế đấy. Vào rồi. Cài đặt. Ơ, muốn chơi nó vào. Không vào phòng. Cô nói bắt anh đang đứng ngoài nè. Ai tên không? Người khác vào phòng với tư cách là ba. Cái gì? Ô quẩn. Có người khác vào dưới tủ tư cách nhà bạn. Ô sao lại thế? What the hell? Em có làm gì đâu cô? Hello. Hello teachers. Cái gì vậy? Có đứa nào rồi? Cái cổ cháu chết à? Không. Không, mình bấm vào lớp rồi mà. Đang cãi lắm. Có đứa nào vào? Vào rồi. Hello. Cô ơi, hôm nay em vào người ta bảo là có kiểu như là có người khác vào phòng với tư cách là bạn, trong khi em chưa vào, chả biết là ai. Ấy. Cô thì thấy đang cứ vào xong lại rời phòng, vào xong lại rời phòng. Đúng rồi, em vừa vào thì tự nhiên ai rời phòng nghe. Xong em lại phải bấm lại, người ta cũng lại rời phòng. Ok, cô sẽ thông báo với cả kỹ thuật về vấn đề này. Hey. Now we will look at your homework first. Yeah. Have you finished your homework? Yes. Okay, so let's do it together. Number one. Korean. Korean. Yeah. Two. Egyptian. 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 Yeah. Japanese. Yeah, Japanese. American. No, sorry, number three. Spanish. Okay. Mình sẽ đọc là gì? Spanish. Japanese. À, Japanese. Mm-hmm. American. Yes. Argentinian. Italian. Colombian. Chinese. Ơ và A là Colombian. Chinese. Mm-hmm. Indian là cô? Indian. Yeah, Indian. Yeah. Spanish. 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 Mexican. 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 Brazilian. British, Australian. Giống như là âm A, âm Ơ, âm A ngắn ngắn đấy. Australian. 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 Can you spell the word Egyptian? Egyptian. Vâng. E Z Y P T I A M. Yes, thank you. So in the previous lesson, what did we learn about? Chúng ta học nội dung gì đấy trước nhỉ? We learn about international and country. Cụ thể là gì? Mình học về quốc tịch là gì nhỉ? You remember? Nationality. Yeah. Nationality. Nationality.
Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi học nội dung này và ôn tập lại nó kỹ hơn, đi sâu hơn. Now you go listen and match. Yeah. That was six picture. How many people are there? There are six. Yes, six people. And six country. Yeah, six nations. Bây giờ chúng ta sẽ nghe xem là bạn nào thì ở quốc gia nào. Okay? Yeah. Track B50, page 97, activity 4, listen and match. 1. Where is he from? Is he American? No, he isn't. He's from Spain. Number 1. He from Spain. Yeah. 2. Is she Mexican? Yes, she is. She's from Mexico. Number 2. See American. See from America. No. Again. 3. Is she Brazilian? He's from Spain. 2. Is she Mexican? Yes, she is. She's from Mexico. Number 2, Lavina. Mexico. Yeah, she's from Mexico. 3. Is she Brazilian? No, she isn't. She's Colombian. 3. She from Colombian. Yeah, Colombian. 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 4. Is he Korean? Yes, he is. He's from Korea. What? He from Korean. Nếu mà from đến từ sẽ đến từ quốc gia đúng không? He from Korea. Korea. Yeah. Là người nước nào thì là Korean. Yeah. 5. Is she from Japan? Yes, she is. She's Japanese. 5. She from Japan. Yeah. 6. Is he from China? No, he's from the United States. He's in... He from United States. And he's... He from America. He from America. From United States and he is... He is... Là người Mỹ nói như nào? He's American. Yes. American. Okay. Can you match already? Yeah. Number 1. Spain. Mm-hmm. 2. Tuna. Mexico. Yeah, 1B. Yeah. 2. Three. Colombian. Colombia. Yeah, Colombia. 3A. Yeah. 4. Korea. Mm-hmm. Korea. 4. F. 5. Spain. Uh-huh. Tên nước nha thì nó sẽ khác với cả khi mình đọc tên quốc tịch nhá. Spanish nhưng mà Spain. Vâng. B and the last one. Mexico. No. Câu D Mexico là hai cơ mà. Cuối cùng là gì nhỉ? United States. How about
ghi là bức tranh số 5 mà cô. Oh yeah, sorry. Okay. Now you ask and answer about this picture. Mình sẽ hỏi và trả lời về những cái bức tranh vừa rồi nhé. Number one, can you read the example? Where's he from? He's from Spain. He's Spanish. Spanish. He's from có nghĩa là gì nhỉ? Đến từ thì phải là đến từ. Đến từ nước. Quốc gia, đất nước đúng không? He is thì sẽ phải cộng với tính từ là người nước nào. Yeah. Okay, now about number two. Number two. Where is she from? She from Mexico. And she is? She is Mexican. Yes. Number three. Where is she from? She from Spain. And she's Spanish. She's from Dina. And Japanese. Spain, not Spain. Yeah. Yeah. What? Mình đang hỏi về số mấy nhỉ? Câu số số 3 mà cô. Số 3 thì phải là Colombia. Yeah. Again. Where is she from? She from Colombia and she Colombian. Remember, not Colombia. Colombian. Âm nè, âm A đó, Colombia. Đúng không ạ? Next. Number 4. Where is he from? He's from for F. Korea. Mm-hmm. And he Korean. Yeah, Korean. Very good. 5. Where is she from? She from Japan. And she Japanese. Japanese. Yeah. Japanese. Yeah. And the last one. Where is he from? He's from the United States. Mm-hmm. And he's American. Yes, very good. Now what activity 1 and say true or false? Yeah. A. Four. Can you read the example? Number one, he's from Brazil. Mm-hmm. Fourth, he's from Spain. Mm-hmm. He's Spanish. Spanish. Yeah. Next. The Colombian flag is red, yellow, and green. Fourth is red, yellow, and blue. Okay, let's check it. Mình sẽ nhìn nhỉ. Câu đoạn hội thoại thứ hai có nghĩa là gì nhỉ? Là flag, do you know flag? Là lá cờ ạ, lá cờ yes. Của nước đó. Cờ của nước gì? Vậy câu này là gì nhỉ? Câu cho trước là lá cờ của nước Colombia là màu đỏ, vàng và màu xanh. And the answer, câu trả lời là gì nhỉ? Sai, nó là màu đỏ, màu vàng và màu xanh nước biển. Okay, let's check. Green or blue? Colombia, yes. Yellow, red and blue, not green, right? Okay, now I will tell you the sentence and you will have to say choose a four and the reason. Giờ mình sẽ trả lời cho cô xem câu này đúng hay sai và lý do là gì nhá. Number
3. She is Korean. 4. She from the United States. Number 3. You see the answer in chat box. Mình sẽ nhìn một cái đáp án trong chat box mà mình mới làm không? 4. She from Colombia. Colombia. Yeah. And she is Colombian. Yeah, Colombia. Và Colombian. Yeah. N ở cuối. Very good. The Japanese flag is red and yellow. First, the flag span is red and white. Yeah. Cờ của nước Nhật thì mình sẽ nói là gì nhỉ? Tính từ cái nước đó là cờ. Span flag. Span. Đúng rồi, span flag is red and white. Nó không phải là Japan mà phải là tính từ là gì nhỉ? Tính từ sở hữu giống như là thuộc về đất nước đấy, của đất nước đấy. Yeah, Japanese. Yeah. Nhớ cho cô cái cách đọc Japan và Japanese. Yeah. And okay, the last question. Japanese. The Spanish flag is yellow and red. Two. Yes, two. Thank you. Next activity. Now you will listen and map. Yeah. Đó là nối các số, các ký tự ở đây nhé. Track 54, page 79, activity 4. Listen and match. 1. Where is she from? She's from the United Kingdom. Number 1. She's from the United Kingdom. Yeah. 2. Is he from Brazil? Yes, he is. He's Brazilian. 2. He from Brazil. Yes. 3. Is she from Egypt? No, she isn't. She's Italian. 3. She from Italy. Yeah, Italian. 4. Where's he from? He's from China. 4. He's from China. 5. Is she from Argentina? Yes, she is. She from Argentina. Yeah, Argentina. 6. Is he from Egypt? Yes, he is. He's Egyptian. She from Egypt. Yes. How can you? Look at activity 3 and write. Trước tiên, trước khi làm bài đấy thì mình sẽ nối trước nhé. Mình cũng mặc định các đáp án ở đây là A, B, C, D, E, F. Okay? Yeah. So number 1. Number 1 là United Kingdom. Yeah, so 1C. Yeah. 2. Brazil. Brazil, so to match with Italy.
D, 2D, okay? 3. Italia. Yes. P. 4. China. A. Argentina. By Argentina. D. And the last one? Egypt. 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 Now you tell me. Number one. Where is she from? She from. I see from. Number one. One C. The United Kingdom. C E. C in English. All the number from the Nia. I see from Britain. She is British. She is British. No. Yeah. Nationality of United Kingdom is British. Yeah, yeah. Number two. Is he Brazilian? Brazilian. Yeah. Hmm? Yes, he is. He's from Brazil. He's Brazilian. Yes, Brazilian, correct. Number three. Is he Egyptian? Egyptian. No. Yeah. No, she isn't. She from Italy. She's Italian. Yeah, Italian. Four. Where's he from? Oh, are you right? Yeah, he's from China. He's Chinese. Very good. Five. Is she from Argentina? Yeah, she from Argentina. She from, I don't know. She from Argentina. And she's? She Argentina. Argentinian. Chilean. Yeah. Chilean. Number six. Where's he from? He's from Egypt. He's Egyptian. Egyptian, yeah. Là cái chữ tr nặng ấy, cái chữ t. Egyptian again. Yeah, Egyptian. Okay, I think that's all for today. But before we stop, let's review with the spelling of these words. Nó sẽ ôn tập lại cái vấn đề. Spelling viết chính tả một số từ nhá. Okay, now I will say the words and you spell it. Is it okay? Yeah. Argentinian. Can you? I-R-G-E-T-A-R-G-E. A gen. Gen. Yeah. Sau chữ E là chữ gì nữa nhỉ? G E N, right? Yeah. Mới đến G E N còn gì nữa nhỉ? T T A này. R G E T I N A. Yeah. T I N A. Argentina. Okay. How about Argentinian? A R G E N T I N A.
A-M. Yes. Từ này hơi dài nhưng hơi khó đúng không? Nào, một từ dễ hơn nhé. Brazilian. B A A Z E L. Lian. L I A N. Yes. How about Colombia? Colombia. C O L O M B I A. How about British? British. Greece. B R I T I S H. Yes. About Egyptian. Difficult one. The call, no? E-G-Y-P-T-I-A-M. Yeah, okay. Okay, I think that's all. So before we start, can you wrap up what we have studied today? Đó là những gì mình đã học ở ôn tập We study today is British nationality. Yeah. Listen, practice, listen, and speak about nationality. Yeah. And remember to pay attention to some pronunciation of some words. Ví dụ như những từ nào mà mình cần phải chú ý là Michael đã nhắc rất là nhiều lần về những từ đấy nhỉ? Từ Nhật Bản là gì nhỉ? Đất nước Nhật Bản là Japan. Con người Nhật Bản, người Nhật là gì nhỉ? Japanese. À, yeah, Japanese. Tức là nó trái ngược nhau, đầu tiên là ơ, xong rồi a bẹt đúng không? Yeah. Ngược lại là gì? A trước, xong rồi ơ sau. Yeah. Japanese. Tiếp theo là từ gì nữa? Ai Cập là gì? Egypt. Uh-huh. Yeah. Người Ai Cập. Egyptian. Shun, nhớ nhá. Yeah. Shun. Viết là chữ T nhưng mình không đọc là sun mà mình là shun. Yeah. And one more. Colombia. Đọc như nào nhỉ? Colombia. À, Colombia. Đúng nhá. Yeah. Colombia. Xong rồi âm A. Colombia. Yeah. Yeah. Okay, so remember to do the homework. Thank you so much. Yeah. Goodbye, teachers. Bye-bye. Good night. Cười thì chào xong nghĩ nhà cái răng này. Japanese. Japan. Em tắt quay màn hình đi nha. Tắt đi.